Hey, và hôm nay khỏe không tất cả anh em. Dũng sẽ play và chào mừng anh em đã đến với What the fuck game, những tựa game miễn phí. Ok, và chào mừng anh em đã đến với Bacon May Die. Thì anh em có nhớ cái game Iron Snot không? Đó chính là cái game gây nghiện, game con heo gây nghiện này. Gì đây, mua vũ khí hả? Thôi khỏi đi anh ơi. Đây đây. À đây chính là Iron Snot phiên bản có thể đi được. Chứ ai, úi giời, úi giời, tát bố. Bắn, à, fuck, à. Ôi, bắt máu nhiều thế. Oh my god. Ê, bắn súng nữa. Có bắn súng nữa, ok. nó bắn pháo em ơi. Shit. Wow, cái phiên bản này thậm chí còn gây nghiện hơn cả bản cũ nữa. Nó cũng chung nhà phát triển đấy anh em ạ. Oh my god. Oh shit. Sao mới giết được có 21 con chết rồi. Trời, nó khó hơn bản cũ nữa. Được. Túy quyền, túy âm các kiểu. Mày, ăn súng của bố này con. Ăn súng của bố mày này con. Ngon. Không có gì có thể làm khó sân bài. Bom hả? Bom này. Unlock item. Úi dồi ơi, mở được một cái vũ khí mới luôn. À, chọn súng. Ôi dồi ôi, quá trời là đồ luôn. Xúc xích. Ok. Anaconda. Xúc xích. Yes. Ok, muốn lấy xúc xích tát vỡ mồm chúng mày. Vào đây. Come on man. Mày này, ăn đàn Anaconda nha. Lại đây. À, này thì pháo này, pháo với xúc xích à? Pháo mà đòi so với xúc xích hả? À? Không có tuổi đâu em ạ. À, pháo, sợ quá. Mày, ui dồi ôi, anh em phải tải cái game này về chơi gấp. Trời ơi, nó hạo đốc. Để nhau phê vãi linh hồn luôn. Máy bay này, đi đâu? My god, yes. Mày đòi chơi máy bay. Ôi, máy bay nó rơi rồi. Trời, mới lái được có xí phê vãi linh hồn đến đâu. Máy bay. Fuck yeah. Máy bay, yes. Chết với bố con à. Thấy máy bay không? Thấy máy bay mệt không? Thấy máy bay siêu lực không? Đạn là không thiếu. Úi dồi ôi, thả bom các kiểu. Vỡ mồm. Yes. À, bá đạn. À, mình rất là thích cái game này luôn. Rất là đánh nhau rất là đã tay em ạ. Oh my god. Chúng ta có Uzi luôn anh em ơi. Oh shit. Ui, chúng ta có Uzi luôn. Úi dồi ôi. Uzi. Tuyệt vời, yes. Ăn đạn này con. Này, vỡ mồm này. À. Ok, thì game tiếp theo của chúng ta đây. Và nó có tên của nó là Quấn Khăn Vào. Thì cả mình lẫn anh em đều đã biết là tại sao nó đặt cái tên như vậy được rồi. New game, thử xem nào. Tại sao nó lại có cái tên gì như vậy. Có cái gì đây này. Cái gì đây. Có tiếng gì đó nhỉ. Ai kêu vậy ta. What the fuck. À, là quấn khăn vào cho mấy ông già. Vào tắm đi mấy ông. Đây mấy ông vào tắm đi. Hiếu. À, ui dồi ôi, đông thế. Ui dồi ôi. Này, mỗi người một cái. Đừng tranh giành. Mỗi người một cái. Đấy, được chưa. À, đây nữa. What the fuck game. Này. Ông đây. Ê, con hết khăn rồi. Hết khăn rồi ông ơi. Đã nói hết khăn rồi. Ta chỉ có 25 cái khăn thôi em ạ. Ôi dồi ôi, mấy ông ơi, từ thôi mẹ. Cái game này sao nó ghê sao ấy nè mà. Mình thấy nó cứ ghê thế nào ấy. Ê, mỗi người một cái đấy, tắm đi. Trời đất thánh thần tôi ơi. Lại còn lại rồi. Ái, đây, mỗi người một. Đấy, đừng có giành nhau. Mỗi ông một cái, cháu chỉ có từng đó thôi.
Tôi đang chơi cái quái gì đây nè? What the fuck game? What the fuck? Mỗi người một cái, đừng chênh rên. Đừng chênh rên. Đây, nãy sao đông thế? Ôi lắm vãi nồi. Ui dồi ôi, hết rồi. Đây, ui dồi ôi. Ai rồi, ôi, chết tôi. Chết tôi rồi. Đâu, đâu xe. Tôi quỳ cái game này, nó đéo hiểu cái thằng nào nó tạo ra cái game này nữa. Ôi, tránh xa bố mới rất tránh. Tránh xa bố ra, trời đất ơi, kinh gì. Kinh gì. Ui 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 ui. Tạm gác lại cái game lúc nãy đi. Nó kinh dị quá. Nó kì vậy linh. Được rồi, thì chào mừng anh em đến với 19 Second Portrait. Vẽ tranh trong 90 giây. Vẽ tranh chân dung trong 90 giây. Được rồi, thì cái game này chơi như thế nào đây? Rồi, cái gì đây? What the... Oh no, oh, vẽ lộn rồi. Oh, có màu. Ui dồi ôi, mít màu thế nào. Được rồi, à, bức tranh này có vẻ khá là đơn giản. Được rồi, nhưng mà từ từ, bình tĩnh. Cái đầu sao mà nhìn cứ như con cu vậy hả? Ok, bình tĩnh, tự tin. Anh ấy có thể vẽ được mà. Tuy là màu hơi khó thôi, nhưng mà anh ấy biết là anh ấy có thể vẽ được. Chúng senpai này có thể làm được. What the fuck? Sắp hết giờ rồi anh em ơi, chết tôi. À, ngon. Đây, chúng ta có màu đen rồi. Nice. Tô phía ngoài nào, tô phía ngoài nào. Ôi giời ơi, khó quá. Khó quá trời quá đất. Trời ơi. Mình chưa bao giờ tự tin vào cái tài vẽ của mình cả anh em ạ. Dũng senpai chưa bao giờ nhận lại nấy vẽ đẹp cả. Oh my god, hết giờ rồi. Shit. À, ôi, nó cho hàng ép luôn, đầu sân. Ok, được rồi, quả này có vẻ ngon này nè. Thôi, bỏ qua. Cái trận này hơi khó, bỏ qua. Oh my god, khó thế không biết, trời đất ơi. Tôi thua anh em ạ, tôi thua. Oh my fucking god, damn. Mình vẽ đẹp vãi nồi luôn. Yeah. Hết giờ rồi. Yeah, nice. Xong. Ok. Hạc B luôn. Nice, I like it man. Thích rồi nha, hạc B luôn. Cố lên nào man. Chúng mày sẽ làm được mà. Mày sẽ làm được mà man. Úi dồi ôi, cái nồi gì đây. Oh my god. Được rồi, đẹp không anh em? Like. Cũng chất chứ lại. Ôi, đến tận hạng C cơ. Được, mình rất là thích. Ngày thứ nhất. Oh, cái bức này thì thôi khỏi nói luôn. Đúng phế vật luôn, tân niên. Ôi. Đây, oh my. Cái này mình không phải mình vẽ đâu nha. Cái này không phải tôi vẽ đâu anh em. Cái này không phải tôi vẽ đâu. Đây. Nice. 10 trên 10. Cái này 9 trên 10.
Ok ok. Được rồi, thì rất cảm ơn anh em đã xem mình chơi những tựa game What the fuck game, hay còn gọi là free game. Nếu anh em muốn chơi thì có thể lấy link tại description nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và chúc ngày tốt lành.